Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin truyền thông chính sách của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ thông tin tới quý khán giả một số quy định mới trong việc vay vốn ngân hàng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo khoản 4, điều 1, thông tư 12 năm 2024, sửa đổi bổ sung điều 9, thông tư 39 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước, quy định về hồ sơ đề nghị vay vốn cung cấp cho tổ chức tín dụng khi có nhu cầu vay vốn như sau. Thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn và các thông tin, tài liệu, dữ liệu khác do tổ chức tín dụng hướng dẫn. Thông tin về người có liên quan của khách hàng trong các trường hợp quy định. Nếu người có liên quan là cá nhân thì thông tin gồm họ và tên, số định danh cá nhân, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài, mối quan hệ với khách hàng. Nếu người có liên quan là tổ chức thì thông tin gồm tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với khách hàng. Thông tư 12 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi thông tư 39 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay như sau. Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp, có khả năng tài chính để trả nợ, có phương án sử dụng vốn khả thi. Điều kiện này không bắt buộc đối với khoản cho vay có mức giá trị nhỏ. Bên cạnh đó, điểm B khoản 1 điều 1 thông tư 12/2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định khoản cho vay có mức giá trị nhỏ là khoản cho vay không vượt quá 100 triệu đồng Việt Nam. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thời điểm thông tư 12/2024 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực, thì khoản vay dưới 100 triệu đồng không cần nêu phương án sử dụng vốn khả thi. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 12 năm 2024 sửa đổi một số quy định về hoạt động cho vay vốn ngân hàng tại thông tư 39 năm 2016 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, có 4 trường hợp vay vốn phải cung cấp thông tin người có liên quan, chi tiết như sau. Tại thời điểm đề nghị cho vay tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khách hàng có tổng mức dư nợ cấp tín dụng gồm cả mức dư nợ cho vay mà khách hàng đang đề nghị cho vay lớn hơn hoặc bằng 0,1% vốn tự có của ngân hàng cho vay đó tại cuối ngày làm việc gần nhất. Tại thời điểm đề nghị cho vay tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, khách hàng có tổng mức dư nợ cấp tín dụng gồm cả mức dư nợ cho vay mà khách hàng đang đề nghị cho vay lớn hơn hoặc bằng 0,5% vốn tự có của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đó tại cuối ngày làm việc gần nhất. Tại thời điểm đề nghị cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân, khách hàng có tổng mức dư nợ cấp tín dụng gồm cả mức dư nợ cho vay mà khách hàng đang đề nghị cho vay lớn hơn hoặc bằng 1% vốn tự có của quỹ tín dụng đó tại cuối ngày làm việc gần nhất. Trường hợp tổ chức tín dụng có vốn tự có âm, các tỷ lệ trên được áp dụng trên vốn điều lệ hoặc vốn được cấp đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, khoản 1 điều 16 Nghị định 100 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi tại Nghị định 49 năm 2021 quy định các đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội, cụ thể như sau. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân, cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức. Theo quyết định số 486 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8% trên một năm. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin truyền thông chính sách của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 18 giờ 50 phút thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2024.